Mời bạn Nam. Rồi mời anh ngồi. Rồi mời bạn gái giới thiệu về mình. Dạ. Dạ em tên là Nguyễn Thị Bích Dung, năm nay 37 tuổi, quê mình ở Bình Phước. Tuổi công việc hiện tại của chị Dung là gì hả chị? Dạ là nhân viên văn phòng ạ. Bình Phước là ở huyện nào? Ở thị xã Bình Long ạ. Rồi mời anh trai. Lời đầu em xin chào anh Quyền Linh và chào chị Nam Thư. Dạ. Chào bạn gái bên rào. Em tự giới thiệu, em là Lê Doãn Thành, năm nay là em 39 tuổi. Em quê gốc là ở Nghệ An, hiện bây giờ là đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em công việc của em là công nhân cơ khí và em làm ở Hóc Môn anh. Cái đường từ đây lên Bình Long thì nó cũng không khó gì lắm. Bây giờ nó mở đường rộng đi cũng rất là nhanh luôn. Người ta yêu nhau từ Hà Nội, thậm chí ở nước ngoài từng yêu nhau rồi ha. Bây giờ bên đàn gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm và khuyết điểm. Ưu điểm của em là vui vẻ hòa đồng, vui thì nói nhiều, không vui thì im lặng. Tính xấu nhất là khi đói, khi mà bụng đói là sẽ rụt rã tay chân, là dễ nóng. Mời bạn trai. Dạ. Dạ. Thì điểm mạnh, điểm yếu của em thì em thì vui vẻ hòa đồng, sống có trách nhiệm. Khuyết điểm em thì cũng nhút nhát, trầm tính. Anh đã trải qua mấy mối tình rồi? Xưa là em ở trong quân đội á, thì em có trải qua một mối tình, thế là cũng chỉ qua thư tờ thôi. Rồi sau này em ra khỏi quân đội thì em đi xuất khẩu lao động, cái địa lý như xa người ta lấy chồng. Thì em cũng muốn tìm bạn gái tuổi tác phù hợp. Anh phù hợp với tuổi con gì? Dạ tuổi con rồng ạ. Là thân tí thình tam hạp đó đúng không anh? Dạ dạ. Bên kia 37 hả? Dạ. 37 tuổi gì? Dạ tuổi Tuất ạ. Anh ơi em nói nghe nè, em biết coi bói nè. Tuổi quan trọng đâu anh. Cái mạng cũng không quan trọng, lật ra can chi như thế nào, rồi lật ra so ra tuổi giờ sinh là nhiều thứ lắm. Nhưng mà trong mạng ấy họ có những người không hợp tuổi vẫn lấy nhau đấy. Dạ. Quan trọng cái duyên cái phận thôi. Dạ. Hai, anh đi bộ đội hả? Dạ. Mấy năm? Em đi 7 năm anh. Ồ. Dung, mình đã bước qua bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình mà từ cái thời sinh viên quen được năm mấy 2 năm á. Rồi dạ. Chia tay đi. Rồi từ sau đó mối tình đó tới giờ mình không có yêu ai nữa hay mình có thích ai không? Thích thì nhiều lắm, nam là thích hết. Mà vậy thì lý do tại sao mình lại bây giờ mình lại đăng ký tham gia chương trình? Em cũng không biết nữa. Chắc đang biết... chờ người tử tế ạ. Thế em thế nào là người tử tế? Nói chung là người nữ tử tế chỉ là một người nam mà cảm thấy là bảo vệ cho một người nữ được cái gọi là người tử tế. Tiêu chuẩn nào có thể làm em thích được? Em không đặt mục tiêu là tiêu chuẩn gì hết á. Quan trọng là đối phương hiểu và biết quan tâm, là không cần nói, nhìn thôi mà hiểu người khác là đang cần gì là đủ. Về ngoại hình thì sao chị? Cao, lùn, mập, ốm thì sao? Em thích người từ 1m65 trở lên. Dưới 1m65 được không? Cái đó để xem lại. Phải có da có thịt chứ. Thiếu thịt chút xíu được không? Không được. Miễn sao người ta chắc khỏe thôi chứ. Thanh xui. Rồi đó cái điểm hả? Gì mà chị không thích ở bạn trai? Là giả dối. Bên đàn trai mình yêu cầu một người yêu lý tưởng như thế nào? Duyên dáng, hiền lành, nhìn dễ thương. Không xăm mình. Chết rồi, xăm em lỡ chút xăm xí rồi sao ta? Thí dụ xăm một vài cái chữ, thí dụ như là tên cha, tên mẹ, hay là một cái hình ảnh nào đó nhỏ thôi được không? Không luôn hả? Tức là tuyệt đối không có hình xăm hả anh? Đúng rồi em. Ồ, em thấy ví dụ bây giờ xăm nhiều mà xăm chỉ là nhỏ nhỏ, xinh xinh, đáng yêu cũng không được luôn hả? Xăm như thế anh sợ là chơi bời quá anh nuôi không nổi. Đâu phải. Chắc ngày là anh... xưa đó có một số người xăm rồng phượng xăm lum thì cũng có thể, nhưng bây giờ á ta xăm thẩm mỹ, xăm cái này cái kia nó đẹp chứ không phải là nó xấu. Xăm không phải là giang hồ, xăm không phải là tầm bậy bạ. Ăn chơi anh ơi, xăm mình bây giờ là cả một nghệ thuật rồi. Chào anh. Em chào em. Dạ. Cái mẫu bạn gái lý tưởng mà anh mong muốn là gì? Cao từ 1m50 trở lên, 60kg trở lại, không lăng nhăng chung thủy được. Có vợ về là mình ở chung, là mình làm dâu luôn hay là mình sẽ ở riêng? Ở chung cũng được mà ở riêng cũng được. Em cũng có nhà riêng, nhưng mà nhà riêng em thì ở quê, còn ở trong này thì nhà ở nhà em trai. Vậy thì nếu mà bây giờ mình tiến tới hôn nhân thì anh đã có một cái bước gì chuẩn bị cho cái cuộc hôn nhân chưa, là về kinh tế nè, là về kế hoạch tương lai như thế nào?
Nên em ra ngoài làm kinh tế, đi xuất khẩu lao động. Thì về em cũng xây được căn nhà rồi. Đó là nhà riêng của em. Dạ, rồi. Chào bạn gái Bình Phước. Dạ, chào anh. Nếu như mà đàn trai đồng ý thì khoảng bao lâu mình có thể cho bên đây bước tới được? Ngày mai cũng được. À, dễ nha. Thôi vậy cũng tốt á. Dạ. Rồi. Bây giờ chúng ta gặp gỡ hai bên gia đình đi. Cô gái Bình Phước đi với ai? Dạ, đi với chị gái, với bạn. Chị gái? Dạ. Rồi, cho gặp chị gái đi. Dạ thì em thấy hai đứa người cũng lớn tuổi rồi, chắc cũng suy nghĩ chín chắn rồi đó. Tìm hiểu thì chắc cũng không lâu đâu. Tại vì khi mình biết có hợp hay không thì thời gian rất là nhanh, chứ không phải như trẻ trâu mà cứ suy nghĩ rồi lại tùm lum tùm la thì không có. Anh này cũng được, thấy anh đã qua quân đội thì chắc một cái nguyên tắc rất là tốt, được đào tạo bên nước ngoài nữa thì về thì chắc có thể là khi cuộc sống có va vấp gì chắc anh cũng đứng được, anh cũng gánh vác được, quan trọng là cái bản lĩnh của đàn ông thôi. Hay quá em gái. Trai đi với ai? Dạ em đi với em trai anh ạ. Dạ em thấy anh chị phù hợp. Anh trai cố gắng lên, chị Dung rất là dễ thương. Em trai cũng nhát như anh trai vậy đó. Thôi được rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Kéo rào. Thôi bắt đầu. Anh chào em. Dạ em chào anh. Hoa. Anh đến đây gặp em thì anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Dạ em cũng có món quà em gửi anh. Em cảm thấy thế nào em? Dạ thấy anh hơi run. Thì đúng là như vậy. Hôm nay lên chương trình thì anh cũng cảm thấy cũng vui thì được gặp em. Mình tốt duyên, tốt số với nhau thì mình là mãi mãi là bên vợ chồng với nhau. Không thì mình cũng là tình bạn tốt của nhau. Dạ, các em nghĩ cũng vậy á. Từ cái chỗ... Từ Sài Gòn về đó là 110 cây anh. Đi của quốc lộ 14 à? Dạ, quốc lộ 13. Giờ gặp nhau thì cũng qua điện thoại hẹn hò rồi là chạy tới thôi. Dạ. Tùy thôi, em chỉ cần là nói được thì làm được thôi. Thí dụ như ảnh về Bình Phước thì ảnh có công việc gì ở Bình Phước được hay không? Không, cái đó là ảnh tự xử chứ không. Em không có tự lo được. Còn em là em chỉ lo em trước thôi à. Còn về nếu mà theo ảnh thì ảnh phải lo cho em lại. Đôi khi á, em cũng nghĩ là thí dụ anh ở Sài Gòn, em ở trên Bình Phước. Bình thường hành giờ hành chính á, thì em ở trên Bình Phước, cuối tuần thì em về. Hoặc là anh từ Sài Gòn, cuối tuần anh về trên Bình Phước. Vậy đơn giản cũng được, khi nào anh có nhà thì em về nhà. Vì quan trọng là anh sắp xếp thôi, chứ còn em là sắp xếp đơn giản vậy đó. Anh thì có cái mô hình buôn bán. Mô hình như thế nào ạ? Ở quê cũng vậy mà ở trong này thì có mặt bằng. Thì mặt bằng đó anh sẽ dự tính như thế nào? Buôn bán thôi. Buôn bán thì nhiều cái buôn bán lắm. Anh phải mặt xác định hàng... được. Nếu mà đã nói anh phải biết cái mặt hàng gì thì anh mới gọi là thế kinh là em, doanh được. Em là làm, em thích làm buôn bán hay làm đi làm văn phòng? Đương nhiên em đang làm văn phòng thì đương nhiên là em thích văn phòng rồi. À, anh thì buôn bán mở quán nhậu cũng được. À, nhậu rồi lỡ anh mời em nhậu nhậu luôn á. Bán quán dù em thích, em biết làm những món ăn hay không? Dạ không, em không biết đâu. Không biết em luôn chỉ hả? Biết người ai làm thì em ăn được thôi. Nếu mà làm em chỉ giỏi món mì tôm thôi. Nếu như vậy thì em thì có thể phục vụ ảnh, có thể thuê người nấu nướng có thể được, hay bán cà phê cũng được. Tại có mặt bằng là rất là quan trọng ở thành phố Hồ Chí Minh này. Dạ. Có thể bán cà phê nhỏ nhỏ, có thể mở tạp hóa, có thể bán bất cứ cái gì. Bởi đất Sài Gòn này có rất nhiều việc để kiếm ra tiền nếu chúng ta cố gắng, đúng không trai? Dạ. Còn nếu như về Nghệ An thì sao? Về Nghệ An thì nhà em cũng nhà mặt tiền đường nhựa anh, cũng buôn bán. Ừ. Dạ. Đó là định hướng rất là tốt luôn. Nếu như mà mình xác định á, là mình tiến xa hơn á, kinh tế là quan trọng nhất. Mình phải làm gì? Bởi vì nếu lấy nhau về phải có con. Xác định cái đó là anh này đã xác định rồi. Nhưng vấn đề thật sự là có làm được hay không? Với em có thấy anh ấy có phải là một nửa yêu thương của mình hay không? Em cũng chưa biết nữa, tại mới đây lần đầu gặp sao biết được. Em không cảm xúc gì hết trơn hả? Dạ, người đơn giản quá nó vậy á. Vậy thì động cơ nào, lý do nào chị đăng ký tham gia chương trình? Ừ. Tại vì nghĩ là mình lớn rồi, thì
Nói chung là cũng phải có một gia đình để cho ba mẹ vui. Một phần thứ hai là cũng nghĩ về bản thân mình một xí. Bây giờ thế này nè, anh trai anh có thể tiến tới nắm tay cô gái, có thể hát một bài nào đó, hay đọc một bài thơ, hay nói một cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Bởi đây là những giây phút chúng ta có thể cảm nhận. Anh nghe tình yêu bên tình. Hồi hộp quá. Hồi hộp hả? Bắt đầu làm lại. Nhớ kỹ đi. 2, 3. Anh nghe niềm vui trên phố đông rộn ràng. Anh nghe tình yêu bên tình yêu hát vang. Anh nghe bờ vai bên bờ vai dịu dàng ngỡ ngàng cùng ánh chiều sang. Ngồi bên em cung đàn hát lên tình khúc vàng. Bao nhiêu âu lo đời vụt tan. Ngày mai xa nhau rồi phút giây còn muôn lời. Em ơi bao nhiêu điều chưa nói. Rồi, mời ra rồi. Mời hai anh chị để tay vào nút bấm. Và bây giờ thời gian bấm nút bắt đầu. 3 2 1 Hết thời gian. Oh. Mời chị. Nắm tay nhau đi nào. Nè em gái, trong tình yêu chúng ta cần nhiệt tình hơn chút xíu nữa. Hôn nụ hôn đầu tiên để đánh dấu cho cái bấm nút bằng cả trái tim của mình. Em xin phép chị, em xin hôn em gái nụ hôn. Anh vui lòng giới thiệu một chút về bản thân nha, về họ tên, tuổi, nghề nghiệp, quê quán, điểm mạnh, điểm yếu của mình như thế nào anh ha. Rồi em mời anh ạ. Anh tên là Lê Trọng Trí, sinh năm 1990, quê là ở Bình Thuận. Thì lúc trước thì em làm, lúc mà đăng ký chương trình thì em đầu bếp. Nhưng mà hiện tại thì em nghỉ đầu bếp, em làm buôn bán tự do là chị. Buôn bán về cái gì anh? Cà phê chị. Ừ. Anh mà tự mở quán hả? Hiện tại thì chưa có mở quán. Mới bán thích đường quay à. Ừ. Rồi, anh hiện tại là anh đang làm việc ở đâu? Em đang sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, hôm nay. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì anh ha? Cái những công việc đều biết một ít. Như là biển... Mình có chơi thể thao không anh? Thể thao thì lúc trước có chơi nhưng mà từ khi đi làm giờ cũng ngưng rồi. Ừ, mình có nấu ăn rồi văn nghệ ca hát rồi hút thuốc uống rượu gì không anh? Nấu ăn thì cái nghề đó là nghề của em rồi. Ừ. Có chơi guitar. Ừ. Hút thuốc thì không, nhậu nhẹt thì lâu lâu uống lon hai lon thôi à. Ừ. Anh ngày xưa làm đầu bếp á. Ngày xưa làm đầu bếp thì anh là chuyên về món Âu, món Á à? Món Á chị. Làm trên lúc đó em làm trong mấy cái cửa nhà hàng trong siêu thị á. Dạ. Rồi, vậy thì chơi guitar chắc là cũng biết ca hát đúng không? Dạ, cũng hát sơ sơ. Mà chơi cũng thích hát bên bolero thôi à. Rồi, còn điểm mạnh gì nữa không anh? Về bản thân của mình, ngăn nắp, gọn gàng, tự tin khi giao tiếp hay sao không? Khi tự tin thì tùy cái. Cái những cái nào mình biết thì mình rất tự tin, nhưng mà cái nào không biết thì nhát lắm chị. Chìm luôn rồi. Rồi, điểm yếu của anh là gì ha? Có thể là chắc là cho mọi người là hơi khó tính. Hơi khó tính trong vấn đề gì ạ? Có thể là tất cả mọi chuyện luôn. Công việc, tình cảm hay là cái vấn đề khác, chuyện gia đình rồi vậy.
Rồi vậy thì anh kể cho em nghe. Rồi chị thì còn ngoài ngoài cái khó tính thì anh còn cái gì nữa không ạ? Anh còn những cái gì nữa không ạ? Còn không còn kết bạn. Những tên là gọi rồi đâu còn kết bạn đâu. Dạ, bây giờ nghĩ cũng chưa ra, chưa biết nói sao luôn. Mà nhắn rồi chứ biết con với tôi học á. Rồi mình trải qua mấy mối tình rồi anh? Lúc mà đăng ký chương trình là chưa có mối tình hết, nhưng mà sau 2 năm thì có quen một mối. Có một mối tình. Dạ. Quen cũng gần được. Rồi. Quen cũng gần được 3 năm. Dạ. 3 năm. Rồi lý do vì sao mình lại chia tay nhau vậy anh? Thì đó đi ba mẹ bắt về quê sống ở ngoài Bắc á. Nhìn như đây con có không? Không có vô đây lại nữa nên chia tay. Nhưng mà trước khi đi thì kiểu như hai người có hứa hẹn này kia không, hay là thấy về Bắc nên là cũng nghĩ cũng chia tay luôn? Trước khi về Bắc thì vẫn còn quen cỡ cũng khoảng mấy vài tháng, nhưng mà sau đó thì mới là chia tay. Rồi vậy thì bây giờ anh muốn tìm mẫu bạn gái làm sao ạ? Về ngoại hình, công việc, tuổi tác làm sao ạ? Cho nên là tới nay mày nói đi để con hơi ngoại hình thì chỉ cần dễ nhìn, tuổi tác thì nhỏ ngang mà là được. Nếu được ra được thì tốt nhất thì hợp tuổi với anh, như là 98, 94 rồi vậy. Rồi còn gì nữa anh cứ chia sẻ hết đi nha, thoải mái chủ động chia sẻ nha. Công việc thì cái đó em không yêu cầu, công việc gì là công việc diễn được, mà miễn sao đừng có làm những cái gạch mà nhạy cảm là được rồi. Tùng miền này kia có yêu cầu gì không? Với lại nếu mà bên đạo được thì tốt, tại vì em bên đạo Thiên Chúa. Anh thu nhập một tháng trung bình có là bao nhiêu vậy? Người nào sao nhắc người ta ok nhưng mà rồi cái tiền trung bình là khoảng 10 triệu tới 12. Anh nói cái gì để nhìn cảm đi. Dạ. Nhưng mà bây giờ kinh doanh tự do thì nó bấp bênh quá, tại dịp nữa. Tôi biết rồi. Tôi đang làm gì Zalo. Rồi anh còn yêu cầu gì bạn gái nữa không anh ơi? Nếu được thì có dịp thể về làm dâu Bình Thuận. Làm dâu Bình Thuận thì tại ba mẹ em cũng lớn á, nhà em thì cũng đông anh em, nhưng mà chỉ có em con trai mà, nhưng mà có sống hòa hợp được với ba mẹ nên mấy chị em cũng muốn em về sống với ba mẹ hơn, thì cũng muốn kiếm người về ở làm dâu ở quê được. Cái đó thì sao này cái đó giờ á, cái điều kiện của em như vậy á thì nó rất là khó nha, tại vì ví dụ như bây giờ công việc của em thì đang không có nè, đang coi như thất nghiệp nè, rồi còn muốn bạn gái có đạo nè, rồi làm dâu Bình Thuận này kia nữa, thì bây giờ hỏi em là cái cô đó bây giờ cổ cũng kiếm một cái cô thất nghiệp như em đó, hay là bây giờ có công việc thì là khó rồi, người ta không chịu cái anh chàng thất nghiệp đâu, thì em sẽ hoặc là có cái dự định tính tương lai, hoặc là làm bao nhiêu năm tiền bạc mình tích góp, hay cái hướng mình về quê mình sẽ làm cái gì không? Hiện tại cái đó, cái hướng là mấy anh chị đang muốn anh về quê sống với ba mẹ, thì cái đó là về là về chăm sóc ba mẹ thì chị hiểu, nhưng mà về làm cái gì để có tiền để mà còn lo cho gia đình cuộc sống nữa chứ, ví dụ giờ về quê mà em không có nghề nghiệp gì thì em ăn bằng cái gì, không lẽ anh chị nuôi em? Cái định hướng tương lai của em là hiện tại là qua Tết là em sẽ vào Biên Hòa lại, em mở quán cà phê Biên Linh cà phê. Rồi khi nào về Bình Thuận? Cái đó thì tùy nếu mà làm ăn ở trên này không được thì em mới rút vô Bình Thuận. Đó, cái đó bây giờ người ta lấy chồng là người ta muốn sự ổn định, mà cái công việc của em chị thấy chưa ổn định gì trơn, còn chưa biết làm được hay không, Biên Hòa rồi ai theo em. Để ví dụ như bây giờ em nhất định là em sẽ ở Biên Hòa thì chị sẽ kiếm mấy cô nhà ở Biên Hòa luôn. Đó, rồi em ở đó em làm rể hay gì đó không biết, tại mình chưa có nhà thì mình có thể ở nhà vợ. Thế nhưng mà rồi cục nhân người làm ăn. Đó. Cái mà yêu cầu về Bình Thuận, cái đó là không có bắt được. Ví dụ nếu được thì tốt, còn không thì thôi, cái đó là không bắt được gì. Hoặc là biên đạo cũng vậy. Cái đó là nếu được biên đạo thì tốt, còn không thì thôi. Chứ cái đó là không bắt buộc.
Mình sẽ đưa ra những cái tiêu chí mà gọi là nó bắt buộc, mà những cái tiêu chí gì có thể gia giảm lại được ha. Ví dụ như em nói vậy thì ok, tụi chị biết để tụi chị cân nhắc thôi. Nhưng mà bản thân mình á, là bây giờ mình lấy vợ thì cái cô gái em cũng phải hiểu cái tâm lý người ta, là cũng cái người đàn ông công việc ổn định đó, ai cũng thích công việc ổn định hết trơn á. Dịch này biết là khó khăn, nhưng mà bây giờ nếu em chưa sẵn sàng thì mình từ từ cũng không sao. Cái vấn đề này á thì em cũng chia sẻ một chút, là lúc trước em cũng bị nhiều người nói là em không có công việc ổn định. Ừ. Đó. Cũng cho em bị cái vấn đề này á. Nhưng mà tại vì em, cái quan điểm của em là nó khác với người ta. Quan điểm em nào? Em không muốn đi làm thuê cho người ta, nhưng mà kiếm một công việc thu nhập hàng tháng ổn định như vậy, rồi cứ nó không có gọi là không làm giàu được, người ta kêu là thị trường bất phú. Nên em sau khi làm thuê một thời gian mới rút ra khỏi cái vấn đề làm thuê để làm công ăn lương, thì em mới bươn chải đi làm đi kinh doanh, ra kinh doanh. Rồi, nhưng mà cái vấn đề kinh doanh của em thì em đã có kinh nghiệm gì để em có thể là em làm chưa? Chứ ai lúc năm ai 2017, cũng năm 2017 thì em cũng có mở một quán cà phê kinh doanh hợp đồng được 1 năm. Thì gọi là chỉ đủ duy trì nên em quyết định sang lại cho người ta. Rồi lúc đó em đi quay lại đi làm bếp lại để tiếp tục ít vốn nữa. Trong thời gian tới từ đó tới đây thì cũng đi buôn bán một số vấn đề, một số thứ khác. Rồi cũng đi làm bếp lại. Giờ cũng có một gọi là ít vốn sơ sơ để mà ra mở quán lại. Nó không phải cái việc là ai cũng muốn làm chủ hết đó, nhưng mà bây giờ mình đã sẵn sàng cho cái việc làm chủ chưa, chứ không phải chỉ có mở lên rồi lại đóng cửa đó. Và em định hướng nó phải rõ ràng, ví dụ bây giờ về quê hay là không về quê, ở đây thì lập nghiệp, chứ còn người ta nói an cư mới lập nghiệp, mà em cứ thôi ở lại đây vài tháng rồi về quê, chị đảm bảo không có làm cái gì mà nó lâu bài lâu dài được hết trơn. Em ở đây thì em vô bên ngoài thì từ năm 2019 em vô bên ngoài học, từ năm 2019 là cái đường rút về quê là từ khi ở đây mà em làm ăn không được ý quá em mới rút về quê đó. Tại vì em nói gia đình mà giống như giao cho em cái nhiệm vụ là chăm sóc ba mẹ đúng không, anh chị em gì đó, cái đó là anh chị em mong muốn, chứ không phải là bắt em về quê. Cái đó là vẫn thuộc là quyết định của em, tại vì nhà em không phải là chỉ có em là con trai. Lại thành ra là em lại đưa cái tiêu chí đó vào trong cái việc mà kiếm người yêu. Bây giờ mình cứ kiếm trước đi, công việc làm ăn như thế nào cho nó ok, nó ổn định hay không, rồi xong rồi mình tính tiếp. Chứ chưa gì mà chị nói, em nói ra như vậy là cô đó cũng ngán liền. Công việc ta đang ổn định ở đây, người ta đâu có chịu đi, hiểu không? Cái đó mình hiểu tâm lý của cô gái để mình biết mình nói đó. Chứ còn người ta thương em thì đi đâu mà bây giờ làm ăn được tốt thì người ta đi thôi em, không có gì khó hết á. Với lại cái lúc trong cái lúc này mà em, tại vì em đăng ký là từ 2015-16, nhưng mà thấy lâu quá không có, thì lúc đó cái tiêu chí của em là nó khác. Nhưng mà tiêu chí thì sao? Tại vì lúc đó em nhất định là em chưa quen ai hết, nên em cũng quan trọng vấn đề là chi tiết đó. Lúc mà có tiêu chí của ai thì em cũng có nói vấn đề đó, nhưng mà đối với em bây giờ thì không có quan trọng vấn đề đó nữa. Ủa sao tự nhiên em thay đổi vậy? Thì trải qua 30 năm với lại cũng có quen một mối tình rồi thì cái suy nghĩ tình cảm nó khác chị. Rồi ok, chúc mừng em. Có dần dần mình sẽ tưởng trưởng thành lên rồi đó ha. Rồi là được rồi. Trong cái lúc mà em sự nghiệp chưa bị gì này. Nếu mà có cái người mà đồng ý quen anh thì có đó là cùng em xây dựng lên cái sự nghiệp riêng của mình á, thì cái đó là điều em mong chờ nhất. Mình phải làm sao cho người ta thương mình, chứ không phải ngồi đó rồi người ta lỡ người ta thương mình đâu. Mà chị đang hỏi cái em có cái gì để mà người ta phải thương em? Thì đối với về hiện tại vật chất thì hiện tại thì em không có gì hết. Thì bây giờ giống như giờ cái công tác em sẽ tiếp tục như thế nào?
mình thuyết phục người ta là ở cái bản lĩnh mình, trong cái cách mình nói chuyện nó quyết đoán, nó tự tin, hay là nó có một cái định hướng về kinh doanh hay là lập nghiệp của mình một cách rõ ràng để người ta cảm thấy tin tưởng. Đàn ông gọi là phụ nữ ta yêu bằng lỗ tai mà, cho nên em không biết em làm được hay không, nhưng trước hết em nói phải được cái đã. Còn em nói không được luôn thì thôi khỏi bước qua cái giai đoạn làm được đó. Nói không được là tự như là cô đó cô không chọn em rồi, đúng không? Còn mình muốn một cái cô gái tốt, cô gái ok, mà càng một cái người mà em càng mong muốn gọi là ở một cái mức gọi là càng tốt càng hoàn hảo chị, em không dĩ nhiên không có hoàn hảo đâu, nhưng mà ở một cái mức cao hơn thì mình cũng phải phấn đấu, để mình cũng phải tương xứng người ta thì mình mới gặp được đó, đúng không? Còn nếu không thì chị đảm bảo, với chị nhìn em như vậy thì chị đảm bảo ra ngoài cũng có nhiều cô, tại em không chịu thôi. Ai cũng nói đúng về không? Ít mà ai cũng nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế nó không có. Tại vì lúc trước á, thì em làm bếp á, trong môi trường bếp á, tiếp xúc với con gái rất là ít. Còn những năm gần đây thì anh tiếp xúc con gái toàn là lớp tuổi toàn là 2002 không ạ. Nó kêu em bằng chú. Còn cái lúc mà em đang kinh doanh riêng, ra tự làm ăn á, thì càng ít tiếp xúc với phụ nữ nữa, nên khó. Ai cũng nhìn vào cũng nghĩ em là cũng quen nhiều, thực ra khó. Ừ. Là cái tiêu chí mà bắt buộc của em lựa chọn á, là cái người đó sống phải biết điều. Rồi, gì nữa không em? Yêu cầu gì nữa không? Biết kìa... Đối tốt với cái người mà người lớn tuổi ấy chị. Vậy thôi, còn mày thì chỉ cần là dễ nhìn. Không mặc quá là được. Rồi ok em, được rồi, nếu được chọn thì chương trình liên lạc lại nói chuyện thêm với mình nha. Hôm nay cast thì cast tập trung đông người cho nên là mỗi bạn chỉ có một thời gian ít thôi nha. Rồi xong rồi đó, cảm ơn em mấy bạn. Rồi em kết thúc cuộc gọi giùm chị nha.